Hiện nay có rất nhiều bạn tham gia bộ môn quần vợt chơi cũng khá lâu, nhưng mà có nhiều bạn cũng đến hỏi tôi rằng làm sao để quấn vợt tốt nhất, mà đa số các bạn đều không biết cách quấn như thế nào. Ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách quấn vợt chuẩn và đúng nhất. Đây là một cái quấn cán. Thông thường những loại quấn cán tốt, các bạn có cái phần ni lông để bảo vệ cái quấn cán, và trước tiên các bạn phải tháo phần quấn cán ra. Và rất nhiều người nhầm khi quấn cán là dùng đầu to như thế này và đặt vào quấn cán sai. Và chúng ta thấy rõ ràng ở trên cái quấn cán sẽ có một phần đầu nhỏ và phần băng dính nằm ở trên đấy. Các bạn tháo phần băng dính đi ra, đặt quấn cán góc 45 độ, một tay trái các bạn giữ lại và các bạn sẽ xoay theo vòng. Khi các bạn quấn cán, các bạn nhớ hơi kéo quấn cán ra một tí để cho nó bớt nhăn. Và các bạn phải điều chỉnh cái độ dày của quấn cán tùy theo các bạn. Có bạn thì thích cầm mỏng, các bạn thì thích cầm dày. Và thông thường thì các bạn sẽ dùng kéo cắt lại cái phần này cho nó vừa khớp với lại cái đường lai đây. Nhưng ở đây thì chúng ta ở trên sân đa số chúng ta không có dụng cụ để cắt, thì tôi sẽ chỉ cho các bạn một cách đơn giản hơn là các bạn dùng hai ngón tay các bạn gập lại như thế này.